Đừng sao ra đường mà gặp gái mà nhìn vậy ha, là bị quýnh cái bòm đầu biết chưa? Thôi. Ê, nhìn cái gì vậy? Hả? Cái đồ chê sờ, phản bội. Cô đừng có nói với tôi, cậu gì con nhỏ đó mà bỏ sự nghiệp nha. Còn hai cô này sao chưa về nữa? Từ em về thầy, tao là loại không bao giờ để ai ăn. Có phải là xấu xí lắm không? Con lại đi chạy. Tôi sẽ không bao giờ để em sống yên đâu. Đang nói chuyện tôi đi đâu hả? Vô kêu điện thoại nó, bắt nó cưới vợ.